Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm C. Giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng, lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng, các người hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng, thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bây giờ các ngươi mới nói rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã dọn dậy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời rằng, ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ trở nên sau hết. Xin mời anh chị em ngồi. Anh chị em thân mến, chúng ta vẫn thường hỏi nhau, những người không được rửa tội chết có được lên thiên đàng không? Hoặc là ngoài giáo hội Công giáo có ơn cứu độ không? Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay như là một lời giải đáp cho những thắc mắc của chúng ta. Vâng, Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế Lumen Gentium đã nói về dân Thiên Chúa như là một cộng đoàn được Chúa tuyển chọn thành tư tế vương giả, dân tộc thánh, dân tộc được Thiên Chúa thu phục. Như vậy, dân Thiên Chúa không thuộc riêng một chủng tộc nào, bởi dân này không do huyết thống sinh ra, nhưng bởi nước và Thánh Thần, tức là bởi đức tin và phép rửa. Anh chị em, dân Thiên Chúa là một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, đấng mời gọi tất cả mọi người vào trong tình bằng hữu với ngài. Dân Thiên Chúa được hiểu là Thiên Chúa không thuộc riêng về một dân tộc nào. Chính ngài kêu gọi chúng ta, triệu tập từng người chúng ta đây, mời gọi chúng ta trở thành phần của dân ngài. Và lời mời gọi này được dành cho tất cả chúng ta, từng người chúng ta đây, không phân biệt, vì lòng thương xót của Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Chính nhờ phép rửa tội mà chúng ta được giới thiệu vào dân này. Nhờ đức tin vào Đức Kitô là một hồng ân của Thiên Chúa. Lề luật của dân Thiên Chúa là lề luật của tình yêu. Tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân. Theo giới luật mới mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta, và qua đây tất cả mọi người chúng ta đều thuộc về dân Thiên Chúa, những kẻ tin, những kẻ đang cố gắng nỗ lực thực hiện đức ái mà Chúa Kitô mời gọi. Vì được Thiên Chúa quy tụ, thưa anh chị em, nên cộng đoàn chúng ta đây được ý thức rằng Thiên Chúa là cha của mình, và ngài cũng là cha của mỗi tín hữu. Với nhận thức này,
mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi cầu xin với Thiên Chúa như là lời Đức Kitô đã dạy: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta biết rằng tình phụ tử mà Thiên Chúa dành để cho con người xuất phát từ Đức Giêsu Kitô, người con dấu ái duy nhất của Ngài. Khi đến trần gian, Đức Kitô đã mặc lấy thân xác loài người và tự đồng hóa với những kẻ thuộc về mình, và gọi tất cả những người này, tức là chúng ta đây, những người thuộc về Chúa Kitô, là anh em của Người. Như vậy, một cách nào đó, Chúa Kitô đã mặc khải cho biết rằng những người thuộc về cộng đoàn cứu độ cũng thuộc về Thiên Chúa như là con của Người. Theo Thánh Phaolô, mối tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa và chúng ta khởi sự từ tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội và nhận họ làm nghĩa tử. Tình yêu phụ tử của Thiên Chúa dành cho chúng ta được gợi hứng từ người con chi ái của Ngài, tức là Đức Giêsu Kitô. Vì tất cả những ai tin vào người con và hoán cải để được thanh tẩy qua bí tích rửa tội đều trở nên một với Đức Kitô, được trở thành người con của Người để cùng chia sẻ phần gia nghiệp với Người. Nói theo Thánh Phaolô: Quả thật thưa anh chị em, sự sống đích thật chỉ có thể lãnh nhận từ Đức Kitô. Ngoài Ngài ra, không một ai có thể mang lại cho con người sự sống đích thực. Bởi nói như Đức Hồng Y Ratzinger trong huấn thị Dominus Jesus: Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác được ban cho nhân loại để nhờ đó chúng ta nhận được ơn cứu độ. Bởi ơn cứu độ, thưa anh chị em, chỉ có thể tuôn trào từ trên thập giá, nơi Đức Kitô đã tự hiến chính thân mình làm hiến lễ tình yêu. Vâng, chỉ trên thập giá, Đức Kitô đã trở thành hy lễ đền tội cho muôn dân, và cũng chính từ hy lễ đó, Người đã trở thành dung mạo của lòng thương xót Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương con người và muốn cho mọi người nhận được ơn cứu độ. Qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa trao ban sự sống cho những ai tin vào tình yêu cứu chuộc của Ngài. Đức tin đó trước tiên được biểu tỏ cách minh nhiên nơi bí tích rửa tội. Và giáo lý Công giáo dạy rằng bí tích rửa tội cần thiết cho ơn cứu độ đối với những người đã được loan báo tin mừng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này. Ngoài bí tích rửa tội, Hội Thánh không biết đến một phương thế nào khác để bảo đảm cho người ta được vào vinh phúc vĩnh cửu. Như vậy, phải chăng chỉ có những người lãnh nhận bí tích rửa tội mang danh Kitô hữu mới được cứu độ sắc? Công đồng Vaticano thứ hai đã trả lời: Người nào dù đã gia nhập giáo hội nhưng vì không kiên trì sống trong đức ái nên chỉ ở trong giáo hội theo thể xác chứ không phải với tâm hồn thì vẫn không được cứu độ. Tất cả những người con của giáo hội phải nhớ rằng địa vị cao trọng họ có được không phải do công trạng riêng của mình, nhưng do ân sủng đặc biệt của Đức Kitô. Nên không đáp lại ân sủng ấy bằng tư tưởng, lời nói và việc làm, thì thay vì được cứu độ, họ sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. Ngoài ra, thưa anh chị em, mỗi người Kitô phải là trung gian cho cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và những người đang khao khát nguồn ơn cứu độ. Họ là những người như Maria, như Martha. Họ có thể là một Nicodemo đến gặp Chúa ban đêm, hoặc như là một người phụ nữ Samaria. Tất cả, thưa anh chị em, tất cả mọi người được kêu gọi đến với Chúa Giêsu qua những hình thức khác nhau,
đều có thể đạt tới niềm hy vọng của dân Thiên Chúa. Bởi ai bị rung động bởi tình yêu sẽ bắt đầu cảm nhận được sự sống thực là gì. Người ấy bắt đầu cảm nhận ý nghĩa của lời hy vọng mà chúng ta đây đã gặp trong nghi thức rửa tội. Ở nơi đó, đức tin tôi trong đời sự sống đời đời sẽ được trao ban. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay đã khẳng định hãy chiến đấu để được bước vào cửa hẹp để được sự sống. Bí tích rửa tội là phương thế hữu hiệu bảo đảm cho người Kitô hữu nhận được ơn cứu độ. Nhưng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh chị em vẫn thường nghe nói điều đó. Vì thế để được cứu độ, người Kitô hữu được đòi hỏi phải bước qua cửa hẹp. Đó là cửa của từ bỏ chính mình để sống theo yêu cầu của tin mừng. Cửa được hình thành từ một tấm lòng khiêm cung, không ngạo mạn, nhưng luôn nhận ra sự bất toàn và giới hạn của chính mình để sống tín thác vào Thiên Chúa tình yêu. Cửa của lòng bao dung, biết loại bỏ tính ích kỷ để sống yêu thương quảng đạt. Cửa của hy sinh, không buông mình sống theo những đam mê dục vọng. Nói tóm lại, ơn cứu độ được dành để cho những ai sẵn sàng bước theo chân Chúa Giêsu, bước vào cửa hẹp, từ bỏ ý riêng, biến cuộc đời của mình thành hiến lễ đền tội và trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Vậy, thưa anh chị em, được rửa tội trở thành người Kitô hữu là con đường bảo đảm để chúng ta có thể đạt được, nhưng phải bước vào cửa hẹp. Thế nhưng không được rửa tội thì sao, phải không anh chị em? Thưa, chính chúng ta, những người có trách nhiệm phải làm cho những người chưa nhận biết được Đức Kitô phải nhận biết danh của người qua lời loan báo, qua cuộc sống của chúng ta, để nhờ đó họ cũng được cứu độ như chúng ta vì họ nhận biết được Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con hồng ân đức tin, nhờ đó chúng con sẽ nhận được sự sống đời đời. Thế nhưng đức tin chỉ có thể trao ban sự sống khi chúng con làm cho đức tin đó thực sự sống động. Xin cho chúng con luôn làm cho ánh sáng đức tin cháy sáng bằng chính đời sống chứng nhân của chúng con trong cuộc sống thường ngày. Một chứng nhân được đúc nén từ những bước chân đi qua cửa hẹp của đời sống hy sinh, của việc từ bỏ chính mình. Amen.